Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình vào mình lấy một số tổ yến cho khách các bạn. Thì mình tiện thể mình quay mình chia sẻ với các bạn. Thì chia sẻ với các bạn một cái yếu tố đó là chim nó làm tổ, thích làm tổ trên cái vật liệu gì và làm như thế nào để có cái tổ đầu tiên của con chim nó đẹp các bạn. Thì ở đây mình đây các bạn có thể thấy là một số tổ này mình đang làm đây, tổ là trứng này đó. Tổ là trứng con này các bạn, thì một số tổ là chim mùa này chim con rất là nhiều trứng con các bạn. Đây tổ này đang làm chưa có đẻ này, tổ này trứng con này các bạn đó. Đây là trứng này, thì đây là một số tổ rất nhiều trứng và chim con đây. Thì ở đây mình chia sẻ với các bạn là tổ chim thì nhiều tổ chim á, lần đầu tiên nó làm các bạn. Thì mình không có dùng tổ giả nữa. Ngày xưa thì mình sẽ dùng cái tổ giả như vậy, tổ giả các bạn, tổ nhựa đó. Sau khi mà cái tổ nhựa mình làm tổ nhựa các bạn, thì con chim nó chỉ quệt 2-3 cái thôi, nó đẻ trứng vô rồi. Thì mình không lấy thì làm sao nó lại đẻ vào đấy nữa, thì nó lấy mất cái số tổ của mình các bạn này, nó sẽ bị thiệt hại. Thì mình đã làm cái miếng xốp này à. Cái số này thì cái tổ đầu tiên các bạn thấy con chim nó làm tổ đầu tiên nó cũng làm rất là đẹp, làm thì nó làm một cái tổ tròn ở trên này rất là đẹp, và các bạn lấy tổ đầu tiên luôn đó. Còn nếu các bạn là tổ giả thì coi mất 2-3 lứa đầu tiên là cái tổ của bạn rất là xấu, các bạn nó không tròn, nó không tròn vành như cái tổ này các bạn. Tí mình quay các bạn xem cái phòng bên cạnh này, mình mới nối ra đó là cái tổ của nó rất là tròn luôn, nó rất là tròn. Và đặc biệt khi mình gắn cái miếng xốp lên ấy, thì cái tổ tròn mà chim nó thích làm lại, các bạn thích lại làm lại ở trên vị trí đó. À, ví dụ như vậy, làm lại vị trí này là các bạn thấy tổ tròn không? Nhưng mà khi các bạn mà đặt cái miếng tổ giả đó, chứ mà gỡ ra thường thường nó sẽ di chuyển vị trí cho các bạn, nó không bỏ đi khỏi nhà nhưng mà nó di chuyển vị trí. Cái di chuyển vị trí nó không làm những cái tổ đó nữa các bạn, không làm trên vị trí đó nữa, mà nó di chuyển qua chỗ khác đó lên đó. Mình để ý rồi, cái nhà mình biết rồi, nó sẽ di chuyển qua chỗ khác đó. Thì ở đây này các bạn thấy không, chim con này đó, chim con này. Còn khi ok mình gỡ đây miếng xốp, các bạn thấy không, mình gỡ ra này thì nó sẽ làm lại cái cũ này, nhưng mà tổ giả sẽ di chuyển các bạn đó, làm tổ giả sẽ di chuyển. Hoặc là các bạn mình làm cái, nó rất thích làm cái góc lưới này nè, góc lưới dễ bám, nó rất thích làm rồi, thích làm. Thì các bạn cứ việc các bạn làm thì mấy cái vật liệu làm sao thì mới dễ bán là được. Còn cái gỗ của mình ở đây thì nó thiệt các bạn, thì mình sử dụng gỗ thông pallet thôi này đó, đây là thông, toàn bộ thông pallet các bạn, không có xài cái vật liệu gì mà gỗ gì cao cấp được các bạn đó. À, nó làm mấy góc này các bạn, nó làm tích thế nào thì mấy góc này. À, đấy, mấy góc này nó làm thì tấm lưới các bạn, đấy đèn đẻ này. Đây đó, chim con đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua mình quay cái phòng bên cạnh này các bạn. Phòng bên cạnh này đây, mấy tổ này đang làm này, đây tầm tấm này. Thì mình quay phòng bên cạnh các bạn xem, đây là cái phòng của mình mới này, phòng này phòng thông mới này. Thì mình quay cho các bạn xem, thì phòng nó mới được mấy tháng thì chim của nó, chim thì nó chưa có nhiều các bạn, nó có 10 mấy tổ thôi, đủ có ăn tắc kè các bạn ơi. Trời ơi, má chủ đây lúc nào má ơi, nó chủ ở đây lúc nào không, nó chủ ở đây lúc nào các bạn ơi, chạy chạy rồi, nó chủ ở đây lúc nào các bạn ơi, chạy. Chắc nó quất mấy con chim của mình rồi, chết cha, nó đây các bạn, nó vô tất cả, nó vô đây là nguy hiểm đó các bạn. Ở đây mình chia sẻ cho các bạn, đây là cái tổ đấy, cái tổ cái này, cái phòng mới nha các bạn, đây là cái con tổ đầu tiên này. À, ví dụ cái tổ đầu tiên nó làm gì cái vị trí này các bạn thấy không, tổ đầu tiên mà nó làm rất là đẹp luôn. Nếu mà tổ giả nó sẽ không có tròn nữa, bạn nào quẹt mấy cái nào nó đẻ đâu. Còn làm cái miếng xốp này tổ đầu tiên là tròn vo luôn đó. Đây các bạn này, đây này,
Con này sắp bay rồi các bạn. Ở trên vo luôn. Đó. Đây nữa, tổ tròn vo đó các bạn. Đây. Tổ tròn vo luôn. Đấy các bạn thấy nhỉ, tổ tròn rất là tròn luôn nha. Đó, đẻ trứng luôn này. Tổ đầu tiên luôn các bạn. Tổ tiên tức là con chim nó vào làm đầu tiên đó, chứ không phải tổ cái nhà đầu, của cái phòng đầu tiên. Cái phòng đầu tiên, cái phòng này mình cắt ra nó được mười mấy tổ rồi. Thì bốn tổ rồi các bạn. Đây, nó đẻ được trứng rồi các bạn thấy không? Đó, không biết cái tắc kè nó ăn cái con chim nào chưa. Mình để kiểm tra con nó ăn chim con này toang đây. Chắc là mới bỏ vào thôi các bạn, chưa ăn. Ăn là nó cụt đầu à. Ăn cái đầu thôi các bạn. Đây con chim con ở đây vẫn còn này. Con chim này thì nó ấp bay ra ngoài rồi. Rồi đây phòng là cho cái tờ ở trong đây các bạn. Ồ, đây nữa này. Đây đấy, cái tổ đầu tiên này các bạn. Đó, con chim tức là tổ đầu tiên của cái cặp đó, nó làm trong cái tấm xốp này rất là đẹp mà chim nó thích làm tổ đầu tiên ở trong miếng xốp các bạn. Đây là gỗ thông ba lét này các bạn. Thông ba lét thì nó hơi dơ nên mình dùng cái chà sắt mình chà đi nó mới sáng như vậy các bạn. Hoặc là mình tự lấy máy nhé, mình lấy rãnh này. Đấy các bạn thấy. Tổ đầu tiên là tổ rất là đẹp. Đây các bạn thấy tổ này. Đó đang xây. Đây cái này nó không có miếng đỡ để nó xây ngay góc phải, nó bị méo các bạn thấy không? Xây rất là méo luôn. Còn cái tổ này này. Đây. Đó, tổ đẹp không? Nó nằm trên miếng xốp cực đẹp luôn. Đây này các bạn. Này góc này. Này không nằm miếng xốp mà nằm góc này. Đó nó chưa đẻ các bạn. Đó thì đây là một trong những cái mà cái yếu tố các bạn để đây các bạn tổ rất là đẹp luôn, tròn vo luôn, chưa có đẻ các bạn. Đây là một trong những yếu tố để giúp cái con chim nó làm cái tổ đầu tiên mà nó đẹp các bạn, nó cực đẹp luôn đấy. Chứ các bạn mà cái làm tổ giả vô là bảo đảm các bạn là nó sau nó méo méo mà nó hoài nó cũng không có tổ đẹp các bạn. Còn cái gỗ thì nó là các bạn thì đây mình đóng theo kiểu mới các bạn, mình đóng thông luôn, mình có làm có hai hông bên công, hai cái thanh ngang thôi. Thì các bạn có thể là chim có thể làm cái bất cứ vật liệu gì luôn các bạn, không nhựa gỗ hay là đá hay bê tông thì nó cũng làm cả. Nhưng mà mình làm một cái bệ đỡ đầu tiên để con chim nó bám dễ các bạn và nó có thích ở lại. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video, hãy đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây mình xem lại. Đây mình các bạn xem cái tổ rất đẹp, tổ nhỏ nhưng mà rất là đẹp. Tại vì chim đo các bạn, tổ nó chỉ thế thôi nhưng mà rất là đẹp nha các bạn. Đó. Tổ đầu tiên cũng đẹp luôn.